chơi tân đây. Thế mà ở ở ở nhà các cô nó xấu hơn thầu anh là thầu anh là anh là ông mạnh á. Linh ơi, ơi ở quê thố mà nếu mà thế là không được đèn chống đâu bạn ạ. À ở bạn thế? Không, quê tớ mà chưa vợ con là không được kèn trống đâu. Ô thế á, ở dưới bình thường mà. Nãy giờ em nói mà chị Vinh mới là chị Nấm gì không hiểu. Anh Hiếu trai tân nhưng mà anh Hiếu đi bóc tem nhiều người. Mới chị hiểu thế rồi. Nào anh được bóc tem ai, toàn bị người ta bóc tem anh cho người ta bỏ chạy. Không mà anh chưa lấy vợ nào mà anh thì anh mới được vòng hoa trắng thôi. Nếu như em bây giờ em nói em trai tân hơn. Ngày xưa anh lấy vợ anh không có đăng ký kết hôn mà. Thế á? Nhưng mà anh có con rồi gì? Anh có mấy cháu rồi? Con thì anh có rồi. Thế thì anh sao vòng hoa trắng được? Anh lên trước ông nội rồi gần. Thôi ông ơi, ông hoa đen. Anh Hiếu lên trước ông nội mà cháu nội anh Hiếu mấy tuổi rồi? À, sắp được 1 tuổi rồi. Sắp được 1 tuổi, thêm 18 năm nữa là anh Hiếu lại được làm ông cố luôn rồi đó. Toàn người ta bóc tem anh, đúng rồi. Cứ phụ nữ toàn chén anh thôi, chứ anh có được chén ai đâu. Anh toàn bị chén thôi. Anh Hiếu anh khổ thân anh lắm, anh nhẹ dạ cả tin lắm, anh toàn bị chén thôi. Cứ đưa anh đi cà phê rồi đưa anh đi ăn uống tí rượu say say vào ấy là cuối cùng là chở anh vào khách sạn. Lúc vào thì mình mặc quần áo, lúc mình ngủ dậy thì chả còn cái gì trên người nữa, khổ thân anh lắm, nhiều lúc anh nhưng buồn mà, lắm. Nhưng mà em nói anh Hiếu câu thế này. Bây giờ thân trai 12 bến nước nó chơi xong rồi nó bỏ á. Đó. Ê Ngọc anh ơi. Cứ gọi Trinh ơi, Trinh ơi đi. Anh Hiếu ơi, anh Hiếu. Anh Hiếu ơi, may anh không phải đàn bà đấy. Anh mà đàn bà thì nhà anh ở trong khoa sản. Khổ lắm. Anh chả bao giờ tán gái bao giờ. Nhưng mà em nói với trên này, em đang trai tân lắm, chị đừng có dụ dỗ em nha. Không. Chị thật cho mày, chị mà nhìn chị ở đây, chị nhìn chị nói chuyện nó dễ thương này thôi, nhìn nó dễ dãi thôi. Nhưng mà chị ăn chọn món lắm. Chị thật mà em nghe chị ăn thì không có ninh tinh đâu. Thế thì chị nói là chị kén chọn đi cho rồi. Không, chứ ăn cho em giờ ăn vào mồm thì món ăn phải ngon, phải đặc sắc. Ăn ninh tinh thì nói em nghe rồi bị quẩn rồi, viêm ruột cơ mà chết à. Đây là ý của Trinh nói là ăn toàn hàng rau sạch, nhưng mà đã rau sạch rồi ấy, là phải trước khi ăn là phải ngâm muối để gọi là sát trùng, chứ không kiểu không ăn ninh tinh. Em uống nhiều rồi quý chịu ơi, em uống nhiều. Anh Hiếu, Trinh mà ăn rau sạch đấy thì toàn là rau sâu và rau xấu thôi, thế hình thức nó không bao giờ đẹp và nó xấu. Đúng rồi, mà... quan điểm thì là xấu gì à, tốt gỗ hơn chất lúc sơn mà. Nhưng mà em nói gì trên này, chẳng gì à, không cần mẫu mã nhưng mà chỉ cần chất lượng đúng không? Hả? Không cần mẫu mã nhưng mà cần chất lượng đúng không? Chỉ có 20 sen. Thì bây giờ em nói với chị là không cần mẫu mã nhưng mà cần chất lượng, ngon là được. Đúng rồi. Còn thôi. Đúng không? Bây giờ em cần chất lượng, cần gì cần số lượng đâu. Làm thế nào để biết được là 20 sen? Thì em nói nghe như Sam em gái nó bảo ấy, phải check va phát sờ thử. Chị nhé, bây giờ anh hỏi cô mang thước đi đo à? Ơ anh buồn cười thế, bây giờ em nói anh nghe đàn ông, bây giờ anh nhìn mũi và nhìn em chuyện để trả vò, bắt tay cái sờ găng tay cái ra ngay, anh làm sao ấy? Tức là nhìn găng tay là đoán được à? Rồi. Mũi với găng tay. Nhưng mà bây giờ em nói mấy chị găng tay mấy chị có 18 sen, mấy chị kêu 20 sen thì cũng đủ chết người ta rồi. Rồi, cho nên bàn đo. Nói chung là này. Nói gì kéo thước đo đằng ngoài mới chuẩn nhất. Nhưng mà nói chung là bọn chị có cái giác quan thứ 6 ấy. Ừ. Em có hiểu không? Đấy, bọn chị nhìn cái thằng này được, thằng này hốc được. Thế là bọn chị tôi cho hốc. Em ơi, nói chung mà nói là nó khó lắm. Đúng không? Bảo rồi đàn bà đang nó có cái giác quan thứ 6. Em có bảo thế em buồn đâu. Trinh ơi,
găng tay của anh là 21-22 nhưng mà thì có đúng đâu. Dạ, thế là của anh 12 hay là 9 phân? 8 bạn ơi, 8, 8. 8. Rồi ôi, lấy một tờ thương mại quá. Tớ bảo rồi mà lại nhiều khi nó chỉ mơn trớn này nó chữa mà. Hôm kia em lên một cái like của con bé em ấy ạ. Cái một cái thằng này nó thích em. Thế nó của em. Thế em Hiếu chưa? Anh Hiếu à? Anh Hiếu anh bỏ anh 22-25 phân đấy. Anh Hiếu đứng lên xem nào. Được rồi, các cô tha cho anh. Tôi tha cho anh. Thật, mấy gì cứ lại cưới vô anh Hiếu. Anh Hiếu anh bỏ anh 25 phân đấy. Trinh là mấy gì cứ vô anh Hiếu. Tôi lại nghe tớ thì thật ra là lấy người để giác quan thứ 6 tôi nhìn anh Hiếu ấy, phải ngu qua trên mặt anh ấy. Thì phi thì ok. Độ to là ok, độ dài thì tớ. Anh bỏ găng tay em xem nào. Đâu em xem nào. Đâu? Anh Hiếu nhà mình cong nha bạn nha. À, cong đúng rồi, cong rồi. Cong rồi, chuẩn rồi, ngón tay cong rồi. Anh Hiếu em bảo phi to mà. Nhưng còn chiều dài thì em nói nghe thì ở trên này cũng chưa nhìn thấy. Nhưng mà em thấy là ngón tay mặc bẻ thì là cong rồi. Nó ok rồi, này. Này, này, lấm mê. Lấm. Cong này cũng hay phết đấy. Thôi, thôi. Nhưng mà mấy chị thử đoán em có bao nhiêu? Thử đoán thì đéo được mày đem mày đoán hộ kia mày, tao đoán cho mày. Nhiều lúc nói chuyện mấy em giật mình tưởng người âm. Thật. May cho mày là tắt điện rồi. Nữa chị Trinh nữa. May là nhà em tắt điện rồi. Thôi không phải đoán nha, chung em được khai thật em được bao nhiêu phân? Chị cứ nhìn găng tay của em thế này. Ôi, này ngắn. Ông này ngắn, ông này đéo ăn thua. Chị nói là chung ơi, mày đừng buồn ấy. Chị nhìn mày đéo ăn thua. Mày rồi, trời ơi, ông ơi. Ông nhìn găng tay tôi là ông này. Vâng. Nông đen em vẫn còn. Chung này được tổng tầm 13 phân, 12 phân. Này chết em là anh Hiếu ơi. Đúng không? Nếu mà chung cái nó không đúng thì đứng luôn đây ấy ra cho chị Trinh xem. Nếu mà chùm, nếu em mà cái mà không đúng thì em bỏ lên bàn, em xoay vào điện thoại và em tầm thước đo, chị đảm bảo ok luôn, chuẩn luôn. Này thì chết em rồi, mấy chị cái này dù dỗi em rồi, trai tân này chết em rồi. Nói chung bè bè em cũng phải được 18 phân rưỡi đổ lên nha. Này em đi chào. Em chào anh Thành. Bây giờ trở lại, nếu mà em bảo em không tin chị mà mọi người ở đây mọi người không tin thì là mọi người bảo em chung cho ra lấy cái bàn xong đầu là lấy thước đo, thế nào chụp lại đưa cho mọi người xem. Bạn vừa nghe đấy, em bảo gì chưa, của em phải 18 đúng, công nhận của em cũng sẽ 18 nhưng mà đo xuống tận hậu môn. Đúng rồi, 18 đo tận hậu môn chuẩn. Nữa mấy chị thế này thì nói em, người ta chỉ đo mầm thôi, không ai đo cả củ em ơi. Em đâu cần phải cái củ đem đông mầm nữa hả? Anh ấy nè, cái gì cứ đoán. Quên chung ơi. Em bật điện lên cho em đo cho chị xem nào. Ok, hết nghèo đổi tên, xin chào cả nhà. Em chào anh Hòa. Chị cứ tính đi, em 1m75 thôi. Ôi, cao nhỉ. Mét bảy thì bình thường. Em đừng bao giờ nói vấn đề là 1m75, kể em có 1m8 đi chăng nữa thì không bao giờ. Này, chị lại nói chung nghe này, em đi bằng Tây chưa? Nó có 1m8 mấy chưa? Chim bằng đây này. Em có nói chuyện 75, em dọa, em mang 75 nó dọa bọn chị. Đấy là em chỉ dọa bọn chị mà hai cái chân bên cạnh thôi, còn cái chân mà chân trụ kia thì nó mới không bao giờ tới, ngắn lắm. Chuẩn luôn. Được không? Ôi trời ơi. Chắc bữa nào phải vâng ra ngoài thử chị Trinh quá, chị Trinh biết được. Anh cho biết 76 đây. Sao mày phải thử tao, mày tuổi gì mày thử tao. Bây giờ tao mày nghe này, nếu mày không tin là mày mang của mày mang của mày lên bàn đi, xong mà mày chiếu thẳng căng vào đi. Mày cầm thuốc mày ra đâu ai cho đảm bảo.
Mày cùng lắm đến 13 phân. Nữa 13 phân nữa. Bây giờ anh bảo Minh Trung này, Minh Trung đi vào nhà tắm thử đo thôi xem có chuẩn không, thử thôi xem ra công bố. Thế anh Hiếu vừa thấy bọn em nói các anh có chuẩn không? Anh tin bọn em. Em nói rồi em được 18 mà mới chỉ biết cãi em không à. Thì bây giờ Minh Trung ơi, bây giờ em vào nhà tắm em thử thôi, xong ra em phát biểu, thử thôi. Ừ, vào đó đi. Vào đó đi. Em đo rồi, 18. Thế là 20 phân đúng không nhỉ? 20 phân đúng không? Em đã trừ khử chưa? Chỉ đo ngọn thôi, đo từ ấy thôi, đo cái mầm nó mọc lên thôi, đừng đo cả củ. Mầm đo thằng này đây là 15 phân này, đâu bằng 15 phân là giữ cái đũa này này. Yeah. Ôi chào ơi, 15 phân dài phết đấy, đừng có đùa. 15 phân là tính từ củ, từ bỏ hai cái bìu đi, tính từ góc của từ cái chân này. Thế này là 15 phân là ok rồi. Đúng rồi. Cái gì nữa? 15 phân đã là ok rồi. 15 phân là Việt Nam mình là chuẩn đấy anh ấy, nó ok đấy. Ông đang tính từ dưới củ rồi bạn ơi. Thằng Trung ơi, thằng này là 18 phân, nó tính từ hậu môn rồi, đúng rồi, tính cả hai bìu. Không bao giờ được 18 phân. Mấy chị không biết làm sao. Bây giờ nha, anh nói với Trung này này, em có buộc cả chai nước vào để cho nó co ra cũng không được từng đấy. Đúng rồi. Em nói bây giờ kể cả các bộ buộc chai nước vào nó thẳng xuống không được 18 phân, ra kéo không được 18 phân. Không được. Mẹ, chị nói thật cho mày nghe này. Ở đây toàn chuyên gia thôi, anh chị thật đấy. Thằng nghe chị đấy mang cái bằng đại học cao đẳng đi, chị đập vào mặt mày tưởng chị đùa. Anh chào Thế Thành hướng thiện nhá. Chị Trinh là đây, Trung đang bảo là 18 phân đến rốn đây này. Đúng rồi, 18 phân đến rốn thật đấy chị. Bây giờ em có tin vào cái kinh nghiệm của bọn chị không? Bây giờ bọn em chị chỉ cần nhìn ít hầu của anh Hiếu kia và chị có thể nói được tiếp này. Không phải là nói gì. Bây giờ chị nói anh Hiếu được cơ nào? Em kinh nghiệm. Cho chị đóng đến anh Hiếu luôn á. Anh ơi, em nói em về Hải Phòng rồi, em đang uống rượu ở nhà mẹ em. Nào ơi, có cả mọi người đây mà vừa bọn em nói rồi, thế anh Hiếu thấy em nói có chuẩn không? Chuẩn mà, em bảo bọn em nói chuẩn mà. Chị nói thật cho Trung nghe này, chị thật này, ở đây toàn thợ đừng tách nhau làm gì cho nó mệt ra. Chào em hiểu không? Cá huy nơ. Mấy em này bây giờ mình cứ thành thật với tình yêu đi, cho dễ. Trinh ơi, đơn giản như sếp tớ hôm qua chỉ mặc cái quần lướt qua thôi là tớ đã biết rồi. Thì nói phải mấy chị chứ, đo cả củ là 18. Mấy chị cứ cãi không à. Anh nhớ cái vụ tối qua chưa? Nhớ rồi. Anh Long anh vừa đi qua phát, anh không bảo có xịp, anh nhìn thấy hàng anh ngay đúng không? Hôm qua anh Hoàng Long bị bọn em trêu gần chết anh Hiếu ạ. Yeah. Làm gì mấy chị cứ trêu mấy ông, trêu mấy anh trai thế kia. Người ta lâu lâu người ta đi thả cho không gió tí mấy chị cứ trêu. Đúng rồi, anh Quý Sửu nói đúng đấy, đứng lên lo ngại gì. Nếu mà em mà bỏ lại em 18 con, em đứng lên thôi bọn chị xem nào. Bây giờ này, em không cần đâu à. Bây giờ em không mặc xịp nữa, em bỏ mặc xịp ra, em mặc mỗi con sò lỏng chị thôi. Sao em đứng cứ xa xa ra. Chị thề với em, chị lấm nhìn thấy ngay, đúng không? Phân tích ngay. Đấy chưa? Này quá, mấy chị là cứ dù dỗ em. Chào bún cá winner, chào cả nhà. Tao phải cho mày, tao dụ với mày làm gì? Chị lấm có người yêu rồi, tao cũng có người yêu rồi. Người yêu tao, người yêu bọn tao đủ xài rồi. Bọn tao thiếu thốn gì đâu. Đây chẳng qua là mấy cái bọn mình, đây là đang cá cược. Đây là đang mấy cái bọn mình 18 phân. Mà chị bảo mày chỉ có 13, 14 phân thôi. Bây giờ mày khẳng định là mày làm 18 phân đi. Bây giờ mày đừng mặc xịp nữa. Mày mặc con xà lỏng xa ra. Từ mày đứng qua chị lấm nhìn mày 13 phân ngay. Theo như anh cảm nhận tôi thì Minh Trung được khoảng 14 phân. Theo anh cảm nhận. Em nghĩ thế. Đây. Em nói đây. Anh Hiếu ơi. Đây là mình tính cả tí có tí quan hệ được 14 phân đấy nha anh Hiếu nhá. Đúng rồi. Chào Giang nhá. Đúng rồi, tầm 14 phân thôi. Đấy là có mối quan hệ 14 phân đấy. Đúng rồi. Đấy, đây có mối quan hệ là được cộng điểm đấy nhá, giống như kiểu cả hồi xưa là thi mà trên dân tộc mà được cộng điểm rồi đấy. Ừ. Chị nói thật cho mày, bảo mà chị dụ dỗ mày làm gì? Đây là chị lấm không có người yêu. Chị thật với mày nghe, chị đéo có gì ngoài người yêu cả. Mà người yêu chị cho mày nghe, người yêu chị giỏi lắm. Mà người yêu chị có được 15 phân đâu, người yêu chị được có 13 phân đấy mà chị phê loái rồi.